Chương 71 Chương 71 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 71 lại là một năm mùa đông, A Mãn đã bắt đầu tập tỉnh học bước, giờ phút này hắn càng thêm hảo ngoạn đứng lên. Bạch lộ yêu nhất đùa với hắn theo con này đi đến kia đầu, nhìn hắn tả hữu lắc lư, sau đó giống cái tiểu đạn pháo giống nhau tài tiếng trong lòng nàng. Tết âm lịch đến cảnh gia, tiểu gia hỏa nghiễm nhiên thành cái vật biểu tượng, các trưởng bối yêu thích không buông tay, này ôm một chút, cái kia ôm một chút. Mồm miệng không rõ hắn cũng nghe nói đi theo bạch lộ gọi người, càng chọc các trưởng bối thoải mái, đến cuối cùng tan cuộc, trong lòng bị tắt một đống lớn hồng bao. A mãn hưng phấn cười không ngừng, lộ ra mấy khỏa rõ ràng nha. Bạch lộ ngồi ở giường cái trước cái sách hồng bao, trên mặt là quán có tham tiền bộ dáng, sách hoàng, xem kia một đống thật dày tiền mặt, bạch lộ nuốt nuốt nước miếng nhìn phía cảnh ngôn, cảm khái sinh một đứa trẻ cũng thật kiếm tiền a à. cảnh ngôn bất đắc dĩ tiến lên ủng ở nàng nghiêm mặt nói ngươi lão công so với hắn càng kiếm tiền đúng vậy lão công giỏi quá bạch lộ cười tủm tỉm ôm lấy của hắn thắt lưng ngửa đầu một mặt nịnh nọt cảnh ngôn trước đó không lâu mang nàng kiểm kê một lần trong nhà tài sản phòng khế khế đất bao gồm gửi ngân hàng toàn bộ đều giao cho nàng bảo quản bạch lộ trong một đêm làm giàu làm giàu nhảy vọt vì nữ thổ hào chật nhường lão công nhìn xem hôm nay có phải không phải lại ăn đường cảnh ngôn làm thế cúi đầu muốn hôn xuống dưới bạch lộ một phen đẩy hắn ra nhỏ giọng nhắc nhở đừng nháo a mãn còn ở bên cạnh đâu đêm nay làm cho hắn cùng mẹ ngủ để sau liền đem hắn đưa đi qua cảnh ngôn không cam lòng vụn trộn vuốt ve nàng một bên sờ một bên than thở không được hắn sẽ khóc A mãn hội nhận thức, trừ bỏ nàng cùng Tống Di, không đồng ý cùng người khác ngủ, vừa ly khai sẽ dắt cổ họng tru lên, cái kia tiểu bộ dáng đáng thương lại thật giận. Cảnh ngôn nhất thời tiết khí, oán hận nghiến răng nghiến lợi nói. Này xú tiểu tử, bán đứng hắn quên đi. Bạch lộ lập tức ở hắn trước ngực vỗ một cái tác, tà nghệ. Lúc trước là ai trông chờ mòn mỏi muốn đứa nhỏ. Ta thích giống như ngươi tiểu công chúa, mà không là này mỗi ngày cùng hắn tranh thủ tình cảm tiểu hỗn đảng. Cảnh ngôn ủy ủy khuất khuất. Nhưng là ta thích giống như ngươi tiểu soái ca a. Bạch lộ cười hiếp mắt nói. A mãn nhiều đáng yêu, bộ dạng nhiều giống ngươi a. ta mỗi lần vừa thấy đến của hắn thời điểm, liền phản phất thấy được ngươi hồi nhỏ, phấn phấn nộn nộn, đại đa số khi là nhu thuận dịu ngoan, ngẫu nhiên lại hội nháo một chút, gia khí tử người. Thật vậy chăng? Cảnh ngôn vui vẻ lên đương nhiên. Bạch lộ trùng trùng gật đầu cam đoan. Vì thế cảnh ngôn xem cái kia tiểu hỗn đảng lại thuận mắt một điểm. Ở cảnh gia ở vài ngày, đại niên sơ ngủ, vừa ăn qua cơm chiều, cảnh ngôn đã bị tần tự nhiên đoạt mệnh liên hoàng cung oanh tạc, cách di động đều có thể nghe được kia đầu ồn ào âm nhạc cùng tiếng người. Cảnh ngôn có chút kiềm chế không được, nghiêng đầu tràn ngập khát vọng chờ đợi xem bạch lộ. Nàng đùa với trong lòng A mãn, phong khinh vân đạm, muốn đi phải đi, xem ta làm chi. Cảnh mẫu mấy người đều còn ở bên cạnh ngồi, cảnh ngôn này tấm bộ dáng, cũng có vẻ nàng trong ngày thường quản hắn quản được thập phần nghiêm dường như. Bạch lộ có chút không được tự nhiên. Khi chờ ta a, à, lập tức đi lại. Cảnh ngôn nháy mắt nhảy nhót vô cùng, giống như sắp được thả ra lung chim nhỏ thông thường, đối với kia đầu hưng phấn kêu lên. Quải hoàng điện thoại, cảnh ngôn thấu đi lại, nhỏ giọng nói lão bà, chúng ta có cái đặc biệt tốt bằng hữu theo nước ngoài đã trở lại, cho nên tần tự nhiên bọn họ cố ý. Không quan hệ ngươi đi a. À. Bạch lộ dịu dàng cười, ngữ khí nhu hòa. Bằng hữu tụ hội thật bình thường, sớm một chút trở về là được, đúng rồi, uống rượu nhất định nhớ được kêu đại giá, không cần bản thân lái xe. Nói xong, nàng lại cúi đầu đùa với trong lòng A mãn mở miệng. Cục cưng, cùng ba ba nói tái kiến lại gặp a mãn hồn nhiên ngây thơ cười đồng đưa tay nhỏ bé tròn vo thập phần đáng yêu cảnh ngôn vui vẻ cuối người ở hắn cùng bạch lộ trên mặt cắt hôn một cái mới vừa rồi cầm chìa khóa xuất môn ta nhất định sớm một chút trở về lâm thị lớn nhất cao cấp hội sở tết âm lịch trên đường cái đều người ở rất thưa thớt nơi này lại náo nhiệt ồn ào lưu quan giật thải cảnh ngôn thuần thục đem trong tay chìa khóa xe ném cửa xe đồng thượng tầng đỉnh ghế lô đẩy cửa ra, bên trong thật ầm ỉ, cảnh ngôn ánh mắt trực tiếp dừng ở trong đám người ương kia đạo thân ảnh thượng, hắn cũng vừa hảo ngước mắt nhìn đi lại, bốn mắt nhìn nhau, hai người đi qua cho đối phương một cái nhiệt tình ôm ấp. Hắc, Tô Hoàng. Hi, cảnh ngôn. Hàng huyên hoàng, Phương vừa ngồi xuống, liền nhìn đến hắn thấp giọng lại gần, ý vị thâm trường. Nghe nói ngươi cùng của ngươi nữ thần kết hôn. Ai nha? Cảnh ngôn bất đắc dĩ cười, trừng mắt nhìn bên cạnh tần tự nhiên liếc mắt một cái này mồm rộng thật sự là chịu không nổi hắn trung học khi cảnh ngôn cùng tần tự nhiên còn có tô hoàng được xưng thiết tam giác quan hệ không gì địch nổi cùng nhau chơi bóng chơi trò chơi trốn học tốt có thể quan hệ mật thiết sau này đại học nhất tốt nghiệp tô hoàng liền xuất ngoại gặp mặt tuy rằng thiếu nhưng cảm tình vẫn như cũ không giảm cảnh ngôn năm đó nhớ thương bạch lộ khi giấu giếm rất khá ai cũng không biết vẫn là sau này, cùng bạch lộ ngã bài sau, cảnh ngôn mới cùng tần tự nhiên tán gẫu khởi chuyện này. Tiếp theo, không ra vài ngày, xa ở địa cầu một chỗ khác Tô Hoàng sẽ biết. Hai người nhất cân nhắc, nhất liên tưởng, nhất thời phát hiện năm đó rất nhiều dấu vết để lại. Tỷ như, theo không thích tham gia trường học hoạt động cảnh ngôn cấp 3 học kỳ sau phá lệ nghe lời, mặc kệ cái gì tiệc tối tập thể tiết mục luôn ngoan ngoãn trình diện. Hiện tại nhất tưởng, cái kia người chủ trì giống như chính là cao nhất tiểu học muội, 89 phần 10 là bạch lộ. Lại tỷ như, ba người thường xuyên cơm nước xong đi được hảo hảo, cảnh ngôn liền muốn vòng lộ, danh viết ăn hơn tiêu thực, ánh mắt lại luôn nhìn chung quanh. Chỉ sợ cũng là ở tìm kiếm ngẫu ngộ. Tần tử nhiên cùng tô hoàng lúc đó buồn bực một hồi lâu, cuối cùng ở hắn gió êm sóng lặng bộ dáng trung tiêu tán. Ta nói ngươi chính là rất túng, không công sai qua nhiều năm như vậy, bằng không, ngươi xem, mọi người đều nói niên thiếu khi cảm tình mới là đẹp nhất, thanh xuân. Mối tình đầu. Đương nhiên, ngươi hiện tại cũng rất tốt. Tô Hoàng đáp bờ vai của hắn nói chuyện, hắn hướng đến giọng đại, hơn nữa uống lên chút rượu, ngữ khí liền phập phềnh đứng lên. Cảnh ngôn khóe miệng treo cười yếu ớt, một chút một chút suyết chén lý rượu không nói, trong ốc lại kìm lòng không đậu trồi lên hắn nói này giả thiết. Đêm đó cảnh ngôn uống đang say trở về, tẩy sạch cái nước ấm tắm sau cả người như trước là mơ hồ đột nhiên, hắn sốc lên chăn chui vào ấm áp dễ chịu trong ổ chăn. Bạch lộ ở bên thân mình thiển mị, cảnh ngôn một phen đem nàng lâu nhập trong dạ, mềm nhũng một đoàn ấm áp làm cho người ta tâm đảng thần trì. Hắn nhắm mắt lại liền cúi đầu ở trên người nàng lung tung thân. Làm chi đâu? Bạch lộ bị nháo tỉnh, ở cảnh ngôn trước ngực thôi đẩy hai hạ liền trở nên phục tùng, nàng hướng đến không sẽ cự tuyệt hắn, cảnh ngôn không kiên nể gì phiên cái thân đem nàng áp ở dưới thân mãnh liệt khoái cảm từng đợt theo kia một chỗ dũng mãnh vào toàn thân hội tụ thẳng hướng đầu óc cuối cùng một khắc tựa như yên hoa nổ tung bàn ngủ thải ban lan. cảnh ngôn nhắm mắt lại hơi hơi ngẩng đầu lên lâm vào một cái tươi đẹp tươi mát trong mộng là cái kia quen thuộc chạng vạn trống trải phòng học trung chỉnh tề sắp hàng hoàng nâu cái bàn màu trắng rèm cửa sổ theo gió phiêu lãng nữ hài nằm sấp ở trên bàn ngủ sườn mặt bình yên mà điềm tĩnh. Cảnh ngôn xem ngây ngốc, luyến tiếc hoạt động bước chân, cứ như vậy, thời gian một chút chảy xuôi, nữ hài mở mắt. Khi đôi mắt tối đen xinh đẹp, tựa như ngọc lưu ly bàn ống ánh trong suốt, nàng nhìn hắn, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Cảnh ngôn như trước đứng ở nơi đó không nói gì, hai người thật lâu đối diện, bỗng nhiên, nữ hài tọa thẳng thân mình, còn sót lại buồn ngủ đã biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, kia trên khuôn mặt đều là nghiêm túc. Ngươi vì sao muốn ở trong này xem ta? Ta không phải cố ý. Cảnh ngôn giải thích, sờ sờ cái mũi, có vài phần không biết làm gì ý tứ hàm xúc. Tưởng, tìm ngươi, nhưng là ngươi đang ngủ, ngượng ngùng quấy rầy. Nữ hài nghe vậy thần sắc hòa dịu một chút, thanh âm bình tĩnh hỏi. Tìm ta có chuyện gì không? Ách! Cảnh ngôn dừng vài giây, sau đó nhìn nàng nở nụ cười, kia tươi cười cực kỳ trong sáng rực rỡ, mặt lam bạch giáo phục nam hài, ở giờ khắc này đẹp mắt làm cho người ta di đuôi mù. Đã nghĩ cùng ngươi nói, ta thích ngươi, theo tối hôm qua ở phòng thay quần áo trung vô tình thoáng nhìn sau, liền, ngày tư đêm tưởng, tình nang tự mình. Ngày hôm qua là ngươi. Nhìn lén ta thay quần áo. Nữ hài nghe vậy nhăn lại thanh tú mày, mới vừa rồi trong mắt kinh diễm nháy mắt biến mất, chỉ còn lại có không ngờ cùng tức giận. Đó là không cẩn thận, ta vừa khéo có tiếp mục muốn thay quần áo, sau đó các ngươi không quan, ta cho rằng bên trong không ai. Cảnh ngôn nhìn nàng thành thẩn giải thích, nhưng nữ hài như trước không mấy vui vẻ. Được rồi, vậy làm là như thế này, nhưng là ta không thích ngươi, cảm ơn. Nàng nói xong, cực nhanh thu thập này nọ ly khai phòng học. Cảnh ngôn nhìn của nàng bóng lưng, cười đến hạnh phúc lại dập dần. Hôm sau, cảnh ngôn hỏi thăm của nàng chương trình học biểu cùng nghỉ ngơi quy luật, sáng tinh mơ liền tự mình đến phòng học cho nàng đưa bữa sáng, tới gần sớm đọc các học sinh đều đến tề, thấy của hắn thân ảnh khiến cho một trận ồn ào. Bạch lộ như trước là kia phó lạnh lùng bộ dáng, bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú vào hơi có chút tức giận, ngữ khí so với ngày hôm qua càng thêm lãnh ngạnh. Về sau không cần cho ta đưa bữa sáng. Ta lo lắng ngươi hội đói. Cảnh ngôn hoàn toàn không tức giận, ôn hòa trả lời. Chuyện không liên quan đến ngươi. Bạch lộ mở ra thư, một bộ không nghĩ quan tâm của hắn bộ dáng. Mà ta sẽ đau lòng. Hắn nghiêm cẩn lại ôm nhu nói. Giọng nói rơi xuống đất, bên cạnh lập tức vang lên vài đạo hút không khí thanh, bạch lộ động tác cứng đờ, khó có thể tin ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Nói xong, nàng lại túc nhướng mày. Quên đi, ta không nghĩ lại nói chuyện với ngươi, mang theo của ngươi bữa sáng trời đi nơi này. Ta đi, ngươi đừng nóng giận, bữa sáng là vô tội." Cảnh Ngôn hoàn toàn không bị của nàng thái độ ảnh hưởng, như trước là kia phó nhàn tản mỉm cười bộ dáng. Bạch Lộ nhìn đặt lên bàn bữa sáng, dừng vài giây, đưa cho bên cạnh đồng học. "Ngươi còn chưa có ăn đi, cho ngươi, đừng lãng phí." Cảnh Ngôn theo đuổi Ôn Nhu mà lại kiên định, hắn sẽ không thường xuyên quấn quýt lấy nàng, nhưng một hai thiên tổng có thể chạm vào lần trước mặt, có khi là vườn trường ngẫu ngộ có khi là tận lực tìm nàng, có khi là lúc lơ đảng thoáng nhìn. Bạch lộ cũng bởi vậy thanh danh lan truyền rộng, cảnh ngôn là cấp 3 học trưởng, nhân suất có tiền còn đánh cho một tay hảo bóng rổ, người theo đuổi vô số, trong ngày thường chính là điệu thấp không dễ người thời nay bộ dáng, nhưng không nghĩ tới sẽ trực tiếp như vậy theo đuổi một cái học muội. Nhưng bạch lộ đối hắn như trước là lạnh lẽo. Cơ hội phát sinh ở một tháng sau. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 72 Chương 72 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 72 Cổng trường có vị ăn xin lão nhân, quanh năm suốt tháng ở nơi đó, tóc tái nhật hỗn độn, toàn thân bẩn hề hề, bạch lộ mỗi lần đi qua đều sẽ ở trước mặt hắn phóng điểm tiền, nhưng mà tại kia cái chạng vạn, nàng không cẩn thận thấy cảnh ngôn. Như là một đám người vừa đánh xong bóng rổ xuất ra, Tinh thần phấn chấn bồng một nam hài tử, chậm rãi, bước chân phản phất có thể mang lên một trận gió, bỗng dưng, trong đó một cái cao gầy thân ảnh dừng lại. Cảnh ngôn hồi lui hai bước, theo giáo phục túi tiền lục ra một trương tiền giấy, phóng tới cái kia lão nhân trước mặt. Không biết vì sao, xem cái kia phản phất không có gì cả phát sinh, như trước tiếp tục cùng người khác nói đùa nam hài, bạch lộ bỗng nhiên, có chút di đuôi mù. Người tiếp tục như vậy không có gì ý nghĩa. Sau giữa trưa, ngày xuân ánh nắng tươi sáng, dạy học lâu sau lưng một bụi cỏ bình, bị bốn phía cây cối che lấp, có vẻ giấu kín mà yên tĩnh. Bạch lộ nhìn trước mặt nhân hòa trong tay hắn kia hộp đóng gói tinh mỹ sô-cô-la, mày nhanh túc vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta chỉ là cảm thấy ăn ngon, muốn cho ngươi nếm thử mà thôi. Cảnh ngôn thần sắc lược hiển vô tội. Bạch lộ đột nhiên có chút vô lực. Hai chúng ta ngay cả bằng hữu đều không tính là, cho nên ta không có cách nào nhận ngươi đối của ta hảo, có thể lý giải sao? Vậy ngươi coi ta là làm bằng hữu là tốt rồi. Cảnh Ngôn cười đến vô cùng thuần lương, ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhỏ vụn ánh mặt trời tán ở trên mặt hắn, khuôn mặt trắng nõn tuấn lãng, làm cho người ta không có cách nào lòng sinh chán ghét. Thực xin lỗi, ta cũng không muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Nàng nói xong cầm sách tiếng Anh liền đi ra ngoài, Cảnh Ngôn mị mị ánh mắt, đột nhiên nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng lôi kéo. Bạch lộ cả người bị đưa hắn phía trước. Nàng vội vàng ngẩng đầu, vừa chống lại cảnh ngôn ngâm đen con ngươi, hai khuôn mặt cách quá gần. Thực xin lỗi a, à, ta chỉ là khống trụ không được. Cảnh ngôn ánh mắt sâu đậm, như là muốn vọng đến nàng trên đầu quả tim, thanh âm nhẹ nhàng, lại thập phần rõ ràng truyền vào của nàng trong tai. Rất thích ngươi, thích đến cần phải thông qua phương thức này bắt nó phát tiết xuất ra, nếu cho ngươi tạo thành quấy nhiễu kia phiền toái nhịn một chút, chờ ta tốt nghiệp, hẳn là thì tốt rồi. Khóe miệng hắn nhật nhạt cong lên, trong mắt tự hồ còn hàm chứa ý cười, có phong đến, gợi lên hai người tóc, hắn trước trán nhỏ vụn đen sẫm tóc mái nhẹ nhàng chớp lên, lộ ra cặp kia tinh tế mi. Bạch lộ tim đập nháy mắt loạn điệu, phù 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 phù, tựa như có người ở dùng cự vật chú y sao, bị hắn túng dừng tay cổ tay kia một vòng làn da giống ở nóng lên, cháy được nàng vô cùng hoảng loạn, hoang mang lo sợ. Nàng lập tức tránh thoát tay hắn, bay nhanh thoát đi. Bạch lộ không có lại kháng cự cảnh ngôn, thậm chí có đôi khi ở thu được thập phần cần gì đó khi hội ôn thanh cùng hắn nói xong cảm ơn. Hai người cứ như vậy duy trì quá dị lại kỳ lạ quan hệ, người kia thân ảnh cũng bị nàng giấu ở ở sâu trong nội tâm, trở thành một cái đặc biệt vừa chua xót ngọc ký hiệu. Nàng 16 tuổi thanh xuân, hoàn toàn bị này tên là cảnh ngôn nam hài chiếm cứ. Hắn hội nhìn thấy của nàng nháy mắt hai mắt sáng lên, sẽ ở nàng phát sinh gì lớn lớn nhỏ nhỏ sự tình khi lập tức xuất hiện tại bên người nàng, hội cùng nàng chia sẻ bên người tràn ngập hạnh phúc sự vật. Loại này đặc thù cảm tình ở cảnh ngôn tốt nghiệp sau bị lên men vũ phát nồng liệt, thế cho nên, mỗi lần nhìn thấy của hắn thân ảnh bất cứ lúc nào cũng sẽ nhịn không được lòng sinh vui mừng. Bạch Lộ sợ hãi, dè dặt cẩn trọng đè nén loại này giấu kín mà xa lạ tình tố. Một năm một năm thời gian lặng yên chảy xuôi. Cấp 3 học kỳ sau, phụ thân đột nhiên xảy ra chuyện, bạch lộ gần như sụp đổ, cảnh ngôn ngàn dặm xa xôi suốt đêm tới rồi, đem nàng ôm vào trong lòng. Về sau có ta thương ngươi, đừng sợ. Hoảng loạn lo sợ không yên tâm cứ như vậy bị hắn mạc bình, bạch lộ nằm ở hắn trước ngực khóc lớn không thôi, bên tai là hắn tiếp cận lời thề hứa hẹn. Ta sẽ bảo hộ ngươi cả đời. Bạch lộ chân chính cùng với cảnh ngôn sau mới quên đi giải người này, thật sự là cái sáng trọi vạn trượng nam hài. Hắn thiện lương, vĩ đại, ánh mặt trời sáng sủa, phẩm hạnh tốt đẹp. Hội mang theo bạch lộ đi khắp hang cùng ngõ hẻm ăn lần các loại ăn vặt mỹ thực, cũng sẽ ở rạng sáng toàn bộ thành thị ngủ say khi mang nàng nhìn mặt trời mọc, càng hội, dè dặt cẩn trọng bận tâm của nàng tự tôn. Lấy ra bản thân xa xỉ tiền mừng tuổi danh viết xính lễ, được xưng muốn trước tiên dự định nhân sinh của nàng bạch lộ nhịn không được nhào vào trong lòng hắn ẩm hốc mắt khi đoạn nguyên bản hẳn là đen tối vô cùng ngày bởi vì hắn mà trở nên nhẹ nhàng sáng ngời đứng lên Cốt nghiệp bạch lộ đúng hẹn thi được của hắn kia trường học hai người dắt tay theo lẫn nhau thanh xuân đi vào cộng đồng hôn nhân sau đó nhi nữ song toàn bạch đầu giai lão cảnh ngôn là cười tỉnh mở mắt ra khi thiên đã một mảnh đại lượng bạch lộ nằm ở trong lòng hắn hai người tứ chi còn giao triền ở cùng nhau tối hôm qua hắn trực tiếp ngủ trôi qua bạch lộ tắm rửa một cái sau cho hắn đơn giản lau lau rồi một chút thân mình sau đó lại bị hắn giống bạch tuột dường như quấn quanh lên cảnh ngôn hồi tưởng khởi tối hôm qua mộng vô cùng rõ ràng sinh động còn rành rành trước mắt cho tới nay canh cánh trong lòng sự tình phản phất nháy mắt chiếm được viên mãn hắn nhịn không được cúi đầu tinh tế hôn trong lòng kia trương điềm tĩnh ngủ nhang khó có thể ức chế tình cảm ở ngực mãnh liệt mênh mông, vội vàng muốn tìm lối ra phát tiết xuất ra. Cảnh ngôn cơ hồ là bản năng, khẩn cấp cùng nàng hòa hợp nhất thể. Bạch lộ bị hắn nháo tỉnh, cúi đầu rên rỉ một tiếng lại nhắm hai mắt lại, trắng nõn phấn nộn gò má nổi lên nhẹ nhẹ đỏ bừng, như là ba tháng nở rộ phấn bạch hoa đào, cực diễm rất xinh đẹp lệ. Cảnh ngôn cuối người, một ngụm cắn nàng mượt mà khéo léo đầu vai. Bạch lộ thở hổn hển ghé vào hắn trước ngực, đối hắn như vậy không khống chế được kịch liệt có chút nghi hoặc, vì thế một bên nhắm mắt dưỡng thần, một bên thanh âm chiến chiến hỏi. Ngươi hôm nay như thế nào? Làm mộng đẹp. Cảnh ngôn ôm lấy của nàng thắt lưng, cười đến ngọt ngào say mê, thể xác và tinh thần song trọng thỏa mãn làm cho hắn nhẹ bổng, như là dập dờn ở không trung. Cái gì mộng? Bạch lộ đã khởi tinh thần, cầm đụng ở hắn xương quai xanh chỗ hỏi. Cảnh ngôn cười đến vũ phát ngọt, Nhu Nhu nàng tóc vẻ mặt ôn nhu nói, "Không nói cho ngươi." Bạch Lộ nàng ngửa đầu một ngụm trắng của hắn hầu gian đột khởi, hơn nữa dùng răng nanh ma ma, cảnh ngôn nhất thời đổ hút một ngụm khí lạnh, toàn thân căng thẳng cứng đờ. "Ngoan, buông ra." Hắn cơ hồ là từ sĩ gian bài trừ này vài, Bạch Lộ dùng ánh mắt hồi phục hắn, cảnh ngôn đầu đại, nhấc tay đầu hàng. "Hảo hảo hảo, ta nói" Ta mơ thấy ta trở lại năm đó, không có hiểu lầm, cùng ngươi thổ lộ sau đuổi theo thật lâu thật lâu, ngươi rốt cục đáp ứng cùng với ta. Cảnh ngôn nhớ lại trong mộng tình cảnh, ánh mắt lại không tự chủ được loan lên, ôm nàng đầy mắt đều là thỏa mãn. Ta cho ngươi đưa bữa sáng, tặng lễ vật, mang ngươi xem mặt trời mọc, đi khắp phố lớn nhỏ nhỏ, còn thi được đồng nhất sở đại học, tốt nghiệp sau, chúng ta liền kết hôn. Sinh một nam một nữ, bạch đầu giai lão ta đây chỉ có thể thỏa mãn ngươi cuối cùng một điểm. Bạch lộ ở trong lòng hắn cười khẽ. Ân. Ừ. Bạch đầu dai lão A. Cảnh ngôn chăm chú nhìn nàng hồi lâu, bên môi hiện lên cười yếu ớt, gật gật đầu. Hảo, một lời đã định. Quá hoàng năm, A mãn cũng sắp mãn một tuổi, cảnh gia tự nhiên không thể bạc đãi này duy nhất một cái tôn tử, bốn phía xử lý, tân khách vô số. Hôm đó, tiểu gia hỏa bị trang điểm quý khí mười phần đỏ thẩm sắc thân đối trung thức công lê màu đỏ tiểu viên mạo trước trán nơi đó còn tương khỏa đá quý trận tròn mắt cười rộ lên bộ dáng tựa như cái tranh tết lý đi ra phúc qua nhi a mãn từ ba hắn ôm đi ra ngoài gặp người bạch lộ cũng ở một bên cùng xã giao vô cùng náo nhiệt cơm nước xong liền đến quan trọng nhất khâu đoạn chọn đồ vật đoán tương lai tiểu gia hỏa bị đặt ở một trương bàn lớn thượng bên cạnh là thư bút chương, con dấu linh tinh gì đó. Ở mọi người chú mục hạ, chỉ thấy A mãn thần sắc mờ mịt nhìn quanh chung quanh, tròn vo thân mình tả hữu hoạt động, ngẩng đầu ở trong đám người tìm kiếm cái gì. Qua vài giây, giống là không có tìm được, hắn bẹt bẹt miệng, qua một tiếng khóc lên. Cái kia tiểu bộ dáng mới kêu thương tâm, phản phất là bị ba mẹ vứt bỏ tiểu hài tử, bả vai rung lên rung lên, hợp với trên đầu xinh đẹp mũ quả dưa tử đều khóc sai lệch. Bạch lộ đau lòng không thôi, ngay cả bước lên phía trước đem hắn bế dậy, vừa đến mẹ trong lòng hắn nhất thời nín khóc, chính là như trước dư vị chưa xong, ở triều triều đáp đáp, đen sẫm dài trên lông mi lộ vẻ óng ánh trong suốt nước mắt nhi. Bạch lộ cầm khăn giấy tinh tế cho hắn chà lau, a à mãn nhu thuận lại ỷ lại phục ở trong lòng nàng, ngắn ngủn một đôi tay cánh tay gắt gao hoàng trụ của nàng cổ, e sợ cho Bạch lộ lại biến mất không thấy, chọn đồ vật đoán tương lai cuối cùng không giải quyết được gì. Cảnh Ngôn tức giận đến tuyên bố phải đi về đem hắn bắt lại đánh một chút. A Mãn vô tội thật, đối mặt tuổi trẻ phụ thân lửa giận vẻ mặt ngây thơ, cuối cùng chỉ phải yếu ớt rút vào mẹ trong lòng, đem mặt sườn sườn, chôn ở Bạch Lộ trước ngực không nhìn tới hắn. Cảnh Ngôn tựa như ông nói gà bà nói vịt, đối với cái kia tối đen cái óc, là vừa tức lại bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể oán hận thở dài, đi lên lầu. Bạch Lộ xem đôi cha con này cũng là dở khóc dở cười đem A à mãn thu thập xong dỗ đang ngủ sau, lại trở về phòng dỗ cái kia hờn dỗi nam nhân. Cảnh ngôn chính ỷ ở đầu giường, sắc mặt nghiêm túc, cho dù tắm rửa một cái cũng không có hòa diệu của hắn đầy người không ngờ, bạch lộ đi qua tọa ở trước mặt hắn, cười khẽ. Ngươi làm chi? Ta không làm thôi. Hắn ngẩng đầu nói. Còn tại mất hứng. Bạch lộ thử hỏi, cảnh ngôn buông xuống con ngươi, dây lát, mới vừa rồi trả lời hoàn hảo, chính là tập tục loại này này nọ thà rằng tính này có không thể tin này vô, ta chỉ là lo lắng. Ta đổ cảm thấy rất tốt. Bạch lộ nở nụ cười. Nếu hắn nhỏ như vậy liền định tốt lắm tương lai nhân sinh, kia mới là đáng sợ nhất đâu. Chúng ta A mãn khẳng định cũng là biết điểm này, mới có thể không có làm ra lựa chọn. Nàng trêu ghẹo. Hắn biết cái rắm. Cảnh môn xì khẽ, thần sắc cũng là kinh nới lỏng, tốt lắm, nhanh đi tắm rửa ngủ, hôm nay mệt mỏi một ngày. Tuân mệnh. Bạch lộ cười khanh khách. Tháng 6, kiêu dương như lửa tiết, năm nay đã xảy ra một đại sự. Trình ngữ yên cùng Chu Hiển quyết định muốn kết hôn. Bạch lộ rất là vui mừng, lấy người từng trải thân phận giúp hai người bày mưu tính kế, liếu triếu nói cái không ngừng, cuối cùng bị cảnh ngôn một chậu nước lạnh hắt xuống dưới. Chính người kết hôn toàn bộ quá trình đều chưa hề nhúng tay, còn ở nơi này giúp người khác ra chủ ý thôi đi đừng đưa người ta làm trở ngại chứ không giúp gì bạch lộ lành lạnh thê hắn ngữ khí bình tĩnh cảnh ngôn ngươi gần nhất thật kiêu ngạo a à. bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 73 chương 73 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com chương 73 từ sinh a mãn sau bạch lộ tính tình không là tốt lắm một điểm nửa điểm, trước kia tùy hứng tiểu tỳ khí dần dần biến mất, toàn thân đều là làm mẹ người ôm nhu cùng bao dung. Điều này cũng tạo thành cảnh ngôn chậm rãi lộ ra ngày xưa bản tính, đắc ý lại bừa bãi bộ dáng thường xuyên khí nhân nghiến răng, bạch lộ riêng về dưới lười cùng hắn so đo, nhưng hôm nay trước mặt ngoại nhân mặt, nhất định phải cho hắn thu thập vừa thông suốt. Cảnh ngôn bị bạch lộ như vậy xem đáy lòng có chút sợ hãi, nhưng là đang khống chế bản thân không túng, Hắn ho nhẹ hai hạ mở miệng. "Không có, ta nói là lời nói thật." "Gọi ngươi nói thật." Bạch Lộ đổi hắn, hai mắt nặng nề, trên mặt không có mỉm cười, đến giờ phút này Cảnh Ngôn mới nhận thấy được nguy cơ. "Lão bà, ta sai lầm rồi." Hắn lập tức nhận thức túng, Bạch Lộ hừ lạnh một tiếng, không có lại mở miệng. Đem tình cảnh này thu hết đáy mắt Trình Ngữ Yên cùng Chu Hiển lẫn nhau đối diện vài giây, vội vàng đánh giảng hòa, lộ lộ vừa khéo ta đây thiệp mời hình thức cùng chu hiển theo hoa mắt ngươi giúp ta nhìn xem này hai khoảng cái kia càng tốt chút đi ta nhìn xem bạch lộ nghiêng người đi qua cảnh ngôn lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi hướng bên cạnh chu hiển vụn trộm bế một chút quyền hôn lễ thuận lợi đúng hạng cử hành bạch lộ mang theo a mãn đi tham gia cảnh ngôn đương nhiên cũng bồi ở một bên trình ngữ yên nhân duyên tốt lắm bất đồng cho bạch lộ nàng nhiệt tình sáng sủa từ nhỏ tại kia dạng trong gia đình lớn lên, lại am hiểu cùng người khác tạo mối quan hệ. Bởi vậy lần này kết hôn đến đây không ít đồng học, trung học đại học, cộng lại cũng có 4 năm bàn. Hai người trung học khi là cùng bang, trong đó không hề thiếu cộng đồng lão đồng học, thấy bạch lộ sau rõ ràng kinh ngạc không thôi, nhất là ánh mắt lạc ở một bên cảnh ngôn cùng A mãn trên người. Bởi vì là tham gia hôn lễ, hai người mặc đều thật chính thức, màu trắng lễ phục váy cùng tây trang hắc khố áo sơ mi, liền ngay cả A mãn đều mặc móc treo quần đùi thêm tiểu áo sơ mi trắng. Giống cái phấn điêu ngọc mài từ hoa nhi. Bộ dáng đáng yêu chọc người không được. Hi, bạch lộ, ngươi kết hôn. Mọi người ào ào cùng nàng đánh tiếp đón, bạch lộ nhất nhất đáp lời. Đúng rồi. Cốt nghiệp sau cho tới bây giờ đều chưa thấy qua ngươi, không nghĩ tới hiện tại đứa nhỏ đều có. Ai, tuổi đến thôi nàng báo lấy mỉm cười. Con trai của ngươi bộ dạng thật đáng yêu, lão công. Cũng rất không sai ha. Trong đó nhất tương đối hoặc bác nữ đồng học hướng nàng tề mi lộng nhãn, bạch lộ chỉ có thể cười cười. Có khỏe không? Nàng nói xong dỗ bên cạnh A mãn mở miệng. A mãn kêu A di. A di. Hắn hiện tại đã đọc nhấn rõ từng chữ thật rõ ràng, Nguyễn Nhu giọng trẻ con vừa ra tới, nhất thời manh ngã một đám lớn, đại gia nhất thời đều đùa với hắn nói chuyện, bạch lộ ánh mắt có chút phiêu xa. Trong những người này mặt không hề thiếu lúc đó cùng nàng quan hệ không sai, sau này trong nhà xảy ra chuyện sau liền bảo trì khoảng cách nhân, nhưng khi cách nhiều năm gặp nhau, lại phản phất đem mấy chuyện này toàn bộ quên mất, chỉ còn lại có lão đồng học có quen biết tình nghĩa. Nàng nhịn không được cúi mâu cười cười, hơi hơi cảm khái. Đối vào lúc ấy mà nói là trời sập xuống sự tình, hiện tại qua nhiều năm nhìn lại, bất quá trong lòng vài phần phiền muộn, vài sợi thương cảm. Trình ngữ yên hôn lễ rất viên mãn, ở Chu Hiển phát hoàng ngôn trao đổi nhẫn một khắc kia, hai người đều nhịn không được thấm ướt hốc mắt, nhìn ra được tới là cảm động yêu nhau. Bạch lộ nhìn nhìn bản thân trên ngón áp út cái kia màu ngân bạch nhẫn, còn chưa động tác, đã bị bên cạnh thân tới được cái tay kia bắt lấy. Đồng dạng, cái tay kia trên ngón áp út mặt, có một cái cùng nàng đồng khoảng đối giới bạch lộ ngẩng đầu nhìn cảnh ngôn nở nụ cười hắn tâm niệm vừa động xem trên đài ủng hôn kia đôi tân nhân ấn trong lòng a mãn đầu hướng trước ngực nhất khấu cuối người hôn đi lại ở a mãn nức nở kháng nghị khi cảnh ngôn nhẹ nhàng nhất trác lập tức bay nhanh ly khai nàng a mãn đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn tránh thoát tay hắn vĩ khuất kêu lên ba ba hư bạch lộ buồn cười cười ra tiếng vào lúc ban đêm trở về liền nhìn đến nằm thi nhiều năm lớp đàn đột nhiên tán gẫu lên như là xác chết vùng dậy thông thường xuất hiện tại của nàng đối thoại liệt biểu bạch lộ nhiều có hơn trí phiên trong đó đề tài trừ bỏ ngữ yên hôm nay kết hôn chính là về của nàng hơn nữa thảo luận nhiệt độ so với hôm nay hôn lễ còn muốn tăng vọt vài phần có nàng vê tôn nhã của ta trời ạ à, hôm nay trong hôn lễ thấy bạch lộ cùng nàng lão công luôn cảm thấy có chút nhìn quen mắt trở về nhất ra dĩ nhiên là thiếu lâm tập đoàn tổng giám đốc cảnh ngôn. Có hắn về tàu bân. Nằm tàu, thiệt hay giả, ta hôm nay có việc không đi, chẳng phải là bỏ lỡ một cái thiên đại bác quái. Có nàng về tôn nhã. Thật sự, lừa ngươi là cậu, lý sang chúng ta vài cái đều thấy, khả xuất, hơn nữa con trai của nàng bộ dạng siêu cấp đáng yêu, hâm mộ khóc ô ô ô, có nàng về meo meo. Ai, thật sự là không nghĩ tới a à nghèo túng phượng hoàng như trước vẫn là phượng hoàng, cùng chúng ta này đó người thường là bất đồng dọc, có nàng vê bành nha nha. Chật, ai biết nàng thế nào thông đồng thượng, này môn không đăng hộ không đối, bạch lộ thủ đoạn thật đúng là trước sau như một lợi hại. Có nàng vê tiền mẫn. Một, có nàng vê mã lị. Hai, có nàng vê tôn viện. sáu, bạch lộ tin tức đã soát đến cao nhất thượng, xem này đó trong lòng có thể nói nói là không hề dao động, đây là sinh hoạt của nàng. Những người này cũng chỉ có thể ở sau lưng nghị luận hai câu đối với nàng mà nói, không hề ảnh hưởng. Bạch lộ cười cười, thu hồi di động đang chuẩn bị ngủ, đột nhiên tán gẫu khung lại bắn ra đến một cái tin tức. Đàn chủ có hắn về tầng thư. Vừa mới không là ở thảo luận trình ngữ yên hôn lễ sao? Tiếp tục a, à, ta không tới hiện trường thật đáng tiếc đâu. mỉm cười có nàng ve meo meo. A. À, lớp trưởng đại nhân lập tức xuất ra bao che khuyết điểm có hắn về tàu bân. Dù sao từng có đoạn ái muội lại mông lung cảm tình có hắn về tề thiên. Các ngươi là không là đã quên một sự kiện, bạch lộ đã ở này đàn bên trong. Nêu lên. Một cái tin tức rút về nêu lên. Tin tức đã vượt qua hai phút, vô pháp rút về. Bạch lộ xem tán gẫu mặt biên thượng kia nhất lưu rút về, buồn cười cười ra tiếng. Này đàn là tốt nghiệp sau tầng thư kiến, lúc trước không có trải qua bạch lộ đồng ý liền đem nàng kéo đi vào. Bạch lộ đi vào sau cho tới bây giờ không nói chuyện nhiều, đàn danh thiếp ghi chú cũng không có sửa, ảnh bán thân vĩnh viễn là màu xám, bởi vậy đại bộ phận nhân đều không biết nàng đã ở này đàn bên trong. Bạch lộ cười xong, thu hồi điện thoại di động, thân mình hướng bên cạnh cũng cũng, kéo ra cảnh ngôn cánh tay tiến vào trong lòng hắn, hai tay hoàng ở của hắn cổ. Nhìn đến cái gì cười đến vui vẻ như vậy. Hắn đang xem thư, thấy thế thủ buộc chặt đem nàng hướng trong lòng lãm lãm, ngữ khí lười nhắc hỏi. Không có gì. Bạch lộ giật giật, điều chỉnh một cái càng thoải mái tư thế, mặt khoác lên hắn xương quai xanh chỗ nhắm hai mắt lại, mũi quấn quanh hắn làn da truyền đến thơm ngát, bạch lộ nhịn không được cong lên khóe miệng. Thấy được một chuyện cười mà thôi. Nàng nhẹ nhàng trả lời. Trình ngữ Yên cùng Chu Hiển bọn họ tổ chức xong hôn lễ phải đi hưởng tuần trăng mật, Hoàng cầu một tháng lữ hành. Bạch Lộ mỗi ngày ở xã giao trên trang web đều có thể nhìn đến bọn họ phát các loại phong cảnh ngược cẩu chiếu, hai người tiêu sái vô cùng, tươi cười tùy ý. Nhưng Bạch Lộ này ở nhà mang qua nhân lại là hâm mộ lại là ghen tị. Trình Ngữ Yên là nghề tự do giả, thời gian đầy đủ, nhưng Chu Hiển nhưng là có đứng đắn công tác, Bạch Lộ nhịn không được hướng Triệu Nghiên hỏi thăm, đại lý là thế nào đồng ý cấp Chu Hiển phê giả? Còn có thể như thế nào? Giọng nói của nàng tràn đầy thờ ơ, một khóc hai nháo ba thắt cổ. Phốt. Bạch lộ miệng vừa nước uống kém chút phun tới. Buổi tối, cảnh ngôn trở về lúc liền nhìn đến bạch lộ đối di động thở dài thở ngắn, thường thường còn phát ra vài tiếng cảm khái. Ai, thổ nhĩ kỳ nhiệt khí cầu thật là đẹp mắt, xem này thiên, màu cam màu đỏ còn có nhàn nhạt lam, mặt trời mọc thật đẹp a. À. Qua, kéo tư duy thêm tư sòng bạc hảo đồ sổ a, à, tráng lệ trời ạ à, châu phi đại trên thảo nguyên động vật thật nhiều a à. cảnh ngôn cởi áo phục động tác bị bắt dừng lại nhìn nàng bất đắc dĩ nói lão bà ngươi muốn đi ta đều có thể mang ngươi đi tốt bạch lộ biết nghe lời phải buông tay cơ nhìn hắn vẻ mặt đơn thuần chúng ta đây khi nào thì đi đâu ưng thuận hứa hẹn là kiếm hạ nợ cảnh ngôn tự đêm đó cùng bạch lộ nói sau liền bắt đầu bắt tay vào làm an bày công tác cấp thừa dịp trong khoảng thời gian này tăng ca chạy nhanh làm xong, khoảng một điểm chậm lại đến mặt sau, như thế ngạnh sinh sinh cấp không ra một cái chu ngày nghỉ. Bạch lộ còn lại là hưng trí bừng bừng bắt đầu ở trên mạng tra tiếng công chiếm đóng, đính vé máy bay tìm khách sạn. Cuối cùng hai người vẫn là chỉ sao định đi thổ nhĩ kỳ, bạch lộ đối với nơi đó mặt trời mọc cùng nhiệt khí cầu đặc biệt hướng tới, thời gian hữu hạn, huống hồ có thể có một chu rảnh rỗi thời gian đi ra ngoài đã là rất khó được. A mãn chỉ có thể xin nhờ Tống Di chiếu cố, phóng tới cảnh gia từ vài vị lão nhân đồng thời chiếu kháng, hẳn là không có cái gì vấn đề lớn. Đường đi sân bay thượng, bạch lộ lôi kéo rương hành lý hưng phấn đắc tượng cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Hai người hồi lâu chưa từng như thế một mình xuất ra du lịch quá, bỗng dưng theo sân bay bên ngoài trên cửa sổ sát đất nhìn đến xẹt qua thân ảnh, đúng như một đôi suất môn du ngoạn trẻ tuổi tình lữ. Bạch lộ lôi kéo cảnh ngôn dừng bước, chỉ vào chiếu vào trên thủy tinh nhân đạo. Ngươi xem. Cảnh ngôn ghé mắt, bên trong là một nam một nữ, nam mặc màu xanh nhạt áo sơ mi cùng bạch tê, nửa người dưới quần dinh bản hài, lôi kéo rương hành lý chân dài vô cùng đẹp mắt. Nữ hài trác bán viên đầu, thâm lam ngư tử y a à tự váy, lõa lồ ở ngoài một đôi chân tế bạch thẳng tắp, tà khóa một cái bao nhỏ bao. Hai người đứng chung một chỗ, phản phất năm đó 18 tuổi. Đừng nhúc nhích, làm cho ta chụp một trương. Bạch Lộ kéo lại hắn, xuất ra máy ảnh điều hảo camera, răng rắc một tiếng, bên trong hai đạo thân ảnh bị dừng hình ảnh xuống dưới. Đi vào, cảnh ngôn đi tiến hành đăng ký thủ tục, Bạch Lộ ở một bên chiếu kháng hành lý, đột nhiên, đỉnh đầu vang lên nhất đạo thanh âm. Khi mỹ nữ." Bạch Lộ ngẩng đầu mờ mịt vọng đi qua, vừa chống lại một cái xa lạ nam nhân tầm mắt, hắn trong mắt hưng phấn thú vị càng đậm có thể thêm cái vi tinh sao? Bạch lộ đang muốn cự tuyệt, liền nhìn đến cách đó không xa cảnh ngôn bước đi đi lại, nhất nắm chắc nàng bờ vai ôm vào lòng. Không thể, cảm ơn. Ách, ngươi là. Người nọ như trước có chút chưa từ bỏ ý định, đối mặt cảnh ngôn tràn ngập địch ý ánh mắt cường đánh dũng khí truy vấn. Ta là nàng lão công. Cảnh ngôn ngữ khí nặng nề nói. Cảnh ngôn nói xong, liền lôi kéo bạch lộ đi rồi, bộ pháp vừa vội lại mau, bạch lộ có chút theo không kịp, chỉ có thể ở phía sau mảnh mai kêu. Lão công ngươi chậm một chút, ta theo không kịp. Lão công, lão công. Cái kia bắt chuyện nam nhân đứng ở tại chỗ vẻ mặt xấu hổ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 74 Chương 74 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 74 lên máy bay cảnh ngôn liền luôn luôn tại ngủ, đêm qua có chút kết thúc công tác không làm xong, tăng ca đến rất trễ mới trở về, chờ tắm rửa xong lên giường ngủ, đã tiếp cận rạng sáng. Bạch lộ xem đặt tại đầu vai cái kia lão đại, giúp hắn lôi kéo trên người thảm. Đến thổ nhĩ kỳ ngày thứ hai, bạch lộ như nguyện lấy thường ở nhiệt khí cầu thượng thấy được mặt trời mọc. Khi phó hình ảnh rất xinh đẹp. Thâm lam, thiển hồng, đùng chanh, đang vào ở cùng nhau, chồng chất ở chân trời tầng tầng lớp lớp tựa như trong sách chức nữ biên xuất ra vân cẩm mà cảnh ngôn liền đứng ở kia phiến vân cẩm bên trong hướng nàng mềm mại cười chơi một ngày buổi tối về khách sạn bạch lộ tắm rửa xong khẩn cấp mở ra hôm nay trong máy ảnh ảnh chụp đột nhiên động tác dừng lại đó là buổi sáng tọa nhiệt khí cầu thời điểm chụp trong đó có mấy trương cảnh ngôn vừa đúng đứng ở nàng phía trước sau lưng là vừa vặn dâng lên ánh sáng mặt trời cực kỳ lưu tinh đồ sộ, xinh đẹp làm cho người ta di đuôi mù. Nhưng mà trong mắt hắn, lại chỉ có nàng. Bạch lộ ấn máy ảnh bên cạnh cái nút, phóng đại ánh mắt hắn, tối đen trong mắt, mơ hồ có thể thấy bản thân dơ máy ảnh thân ảnh. Nàng nhịn không được nở nụ cười. Bạch lộ đêm này mấy trương ảnh chụp truyền đến trong di động, trong ngày thường không thương phát bằng hữu vòng nhân, phá lệ tú nhất ba ân ái. Mặt trời mọc rất đẹp, nhưng trong mắt hắn, cũng không cập ta Mỹ. Trí. Chỉ nhìn chầm chầm ta mà quên xem mặt trời mọc cảnh tiên sinh. Phía dưới là tứ trương đồ, khuôn mặt tuấn lãng nam nhân, ánh mắt ôm nhu mà chuyên chú nhìn màn ảnh, ở hắn sau lưng, là lưu tinh đồ sộ làm cho người ta di đuôi mù mặt trời mọc. Động thái mới phát ra đi vài phút, bạch lộ mặt trên nêu lên đã toát ra một chuỗi bắt mắt hồng, nàng cười điểm khai. Tần tự nhiên. 666.666 ,666 ngược cẩu vô cực hạn, độc thân lão nam nhân là thời điểm rời xa xã hội. Tần A Di hồi phục. Cho nên ngươi còn không chạy nhanh tìm cái bạn gái. Tần A Di điểm cái tán. Xì, Bạch Lộ cười vang lên. Kế tiếp chính là một ít chút phúc hâm mộ bình luận, bạn của Bạch Lộ vòng lần đầu tiên náo nhiệt như thế, đến cảnh ngôn lúc đi ra, nàng còn tại hồi phục bình luận hồi bất diệt nhạc hồ. Làm chi đâu? cảnh ngôn biên lau tóc biên đã đi tới, bạch lộ bất ngờ không kịp phòng, đại cảnh ngôn thấy rõ ràng mặt trên nội dung sau, nghiêng đầu nhìn nàng, tự tiếu phi tiếu. Không kịp ngươi Mỹ. Ân hừ. Bạch lộ không cam lòng yếu thế nhìn lại đi qua. Đúng vậy, quả thật không kịp của ngươi một phần mười. Cảnh ngôn nghiêm cẩn gật đầu, sau đó đem di động ném tới một bên, lung tung lau hai đem tóc, không giọt thủy sau, đem bạch lộ kéo dài tới dưới thân. Đêm dài từ từ, sau so thổ nhĩ kỳ mặt trời mọc đẹp hơn bạch tiểu thư, có thể không cùng ta làm một ít càng tươi đẹp sự tình. Hắn nói xong, liền bắt đầu bóc bạch lộ quần áo, bạch lộ trở tay không kịp, kêu sợ hãi một tiếng, dơ chân đá hướng hắn. Đồ lưu manh. Ta không là. Cảnh ngôn nắm lấy của nàng mắt cá chân, nhẹ nhàng lôi kéo, cả người phút đi lên. Ta là chỉ nhìn chầm chầm ngươi mà quên xem mặt trời mọc cảnh tiên sinh cảnh ngôn cười nhẹ nói xong, môi mới hạ xuống, bạch lộ buông tha cho chống cự, ngoan ngoãn ôm lấy của hắn cổ. Ngô! Khi cảnh tiên sinh ngươi nhẹ một chút, ở thổ nhĩ ngoạn xong rồi một chu, hai người trở về lúc khí sắc rõ ràng không sai, nét mặt tỏa sáng, cả người tràn ngập bồng bột tinh thần phấn chấn. Mà bị hai người từ bỏ một chu tiểu đáng thương A mãn, vừa thấy đến ba mẹ thân ảnh liền lập tức rất nhanh chạy tới ô ô ô mẹ ta nhớ ngươi muốn chết. Hắn hai tay gắt cao vòng bạch lộ cổ, mắt nước mắt lưng tròng, một cái vẻ ở của nàng cổ gian cọ, vĩ khuất ba ba bộ dáng nhìn xem bạch lộ ngực như nhũng ra. Của ta tiểu A mãn chịu khổ, cấp mẹ thân ái. Bạch lộ cúi đầu ở trên mặt hắn không ngừng thân, hồ hắn một mặt nước miếng, người khác thoạt nhìn dinh dính không được, lại lại cứ hai người thích thú. Đãi hưởng thụ hoàng tình thương của mẹ, A mãn mới nhớ tới một bên bị vắng vẻ lão phụ thân, hắn lấy lòng hướng cảnh ngôn vương tiểu đoạn thủ mềm yếu nhu nhu làm nũng. Ba ba, A mãn muốn ôm ôm. Cảnh ngôn mắt lạnh thê hắn, ngươi không là mẹ ngươi tiểu đáng yêu sao? Còn muốn ta ôm ôm làm chi? A mãn nhìn hắn lạnh lạnh ánh mắt, nhất thời miệng nhất biển, liền muốn khóc ra, còn chưa hoàn toàn rút đi lệ ý nháy mắt dâng lên, ánh mắt hồng hồng bộ dáng, đáng thương không được. Cảnh ngôn nhất thời đầu hàng, hai tay chống tại hắn ca chi oa bên trong, đem nhân theo bạch lộ trong lòng nâng lên, ôm ở trước ngực, khinh dỗ. Cốt lắm, cốt lắm, ba ba ôm ôm, nam hài tử không thể động một chút là lưu nước mắt biết không? Ân. Ừ. A mãn khịt khịt mũi, cắt gao mân im miệng môi, sau đó ngoan ngoãn ôm cảnh ngôn cổ, bả đầu đặt tại hắn cần cổ không nói chuyện. Này tiểu bộ dáng thật sự là đáng thương lại nhu thuận, làm cho người ta thích đau lòng không được. Bạch lộ thấy hắn vừa tới liền đem nhân huấn một chút, thập phần bất mãn, đưa tay ở cảnh ngôn bên hông trùng trùng ninh một phen. T. Cảnh ngôn thân mình rung lên, chỉ có thể đánh rớt nha huyết hướng trong bụng nuốt. Nóng bức mùa hè qua đi, không khí chuyển mát, bạch lộ lại phát hiện bản thân đột nhiên thích ngủ đứng lên. Trước kia buổi sáng cảnh ngôn rời giường đi làm khi, nàng cũng sẽ đi theo đứng lên, nhưng hiện tại vài thứ cảnh ngôn xuất môn, nàng đều không có phát hiện. Loại này toàn thân mệt mỏi mỏi mệt cảm làm cho nàng có một loại không tốt dự triệu, nhất là, lần này gì cả vừa đúng chậm lại nửa tháng. Bạch lộ cẩn thận hồi tưởng cùng cảnh ngôn mỗi một lần, hoang mang buồn rầu nhíu mày, rõ ràng. Đều có làm thi thố. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, áp chế đáy lòng phức tạp. Phòng khách, tống di tự cấp A mãn uy quả táo, phấn phấn dùng thì một chút chút đào ra, đưa đến trong miệng hắn bạch lộ thần sắc tự nhiên cùng hai người đánh xong tiếp đón thay đổi giày xuất môn ai ngươi đi đâu tống di thấy thế ở phía sau hô bạch lộ cũng không quay đầu lại đáp mua điểm này nọ cái gì vậy ta đi mua không là được rồi nàng than thở bạch lộ không để ý kéo ra môn đi ra ngoài ngồi ở trên bồn cầu bạch lộ xem trong tay kia hai cái tơ hồng là ngũ vị tạp trần tiền một lần hoài a mãn quá trình quá mức khắc sâu khó có thể làm cho người ta tưởng muốn lại đến lần thứ hai huống hồ thế này mới qua đã hơn một năm bạch lộ buông xuống con ngươi nhìn bản thân bằng phẳng bụng cúi đầu thở dài buổi tối cảnh ngôn trở về bạch lộ không có toát ra một tia khác thường chính là trước khi ngủ nằm ở của hắn trong dạ bạch lộ trù trừ vài giây nắm lên tay hắn đặt ở bụng thượng cảnh ngôn ân hắn nhẹ tay nhẹ nhàng ở mặt trên vuốt phẳng hai hạ. Ta khả năng lại mang thai. Ân. Ừ. Hắn lập tức tọa thẳng thân mình, biểu cảm giống như kinh giống như hỉ nhìn bạch lộ. Nghiệm qua sao? Buổi sáng dùng que thử thai thử, cụ thể muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút. Ngô. Cảnh ngôn xem nàng, thần sắc vô cùng thâm trầm, đầy mắt phức tạp, cả người lại tràn ngập khó diễn tả bằng lời hưng phấn. Thế nào? ngươi không muốn. Bạch lộ trầm mặt, cố ý nói. Không đúng không đúng. Hắn vội vã lại gần ôm nàng, nhẹ giọng giải thích. Ta đương nhiên phi thường vui vẻ, chính là cảm thấy ngươi rất vất vả, mới sinh A mãn không bao lâu, hơn nữa. Cảnh ngôn cúi đầu thở dài. Ta cũng mới hưởng thụ đến tính phút cuộc sống, lại không có. Bạch lộ đem mặt khoác lên hắn đầu vai không nói chuyện, dây lát, ngồi thẳng lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Bất quá chúng ta mỗi lần đều có làm thi thố. Làm sao có thể mang thai đâu. Cảnh ngôn dừng lại, ngưng mắt nhớ lại vài giây, xem nàng, trong mắt hiện lên một tia chột dạ, lắp bắp nói. Có thể là ta đi công tác trở về kia một lần. Khoảng thời gian trước cảnh ngôn ra ngoại quốc ra một chu nhiều kém, trở về sau giống như đói, lôi kéo nàng ở trên giường phấn đấu hồi lâu, mới vừa rồi ôm cả người như nhũng ra bạch lộ đi tắm rửa vào lúc ấy nàng đã là lâm vào mê mang trạng thái. Lần đó ngươi không là mang chụp vào sao? Bạch lộ nghe vậy trừng hắn, đầy mắt chất vấn. Cảnh ngôn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt lóe ra nhìn nàng. Sau này, sau này ông ngươi tắm rửa xong trở về ta lại nhịn không được làm một lần, vừa khéo đầu giường kia hộp dùng xong rồi. Ngươi sẽ không đi xuống lấy A. À. Bạch lộ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi vào lúc ấy ai còn nhìn được trụ A. À? Cảnh ngôn cũng là vẻ mặt vĩ khuất, lúc đó liền mệt đến đang ngủ, buổi sáng đứng lên liền đem chuyện này quên đến sau đầu, kia hiểu được, lúc này đây ở giữa thưởng. Bạch lộ tức giận đến trợn tròn mắt. Đứa nhỏ vẫn là sinh, ngày hay là muốn quá. Tự ăn quả đắng cảnh ngôn mỗi ngày chỉ có thể tội nghiệp ôm nàng, quy củ, cái gì cũng không dám làm. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này mang thai cũng không có rất khó chịu, xem ra là cái so A Mãn càng ngoan ngoãn. Mà A Mãn, biết được Bạch Lộ hoài bảo bảo sau, hưng phấn bước tiểu đoạn chân đã chạy tới, ôm nàng cười đến thập phần thảo hỷ. Mẹ mẹ, ta muốn có muội mùi sao? Ân, ừ. Bạch Lộ trầm ngâm vài giây, xem hắn nghiêm cẩn nói. Cũng có thể là cái đệ đệ. Nha. A Mãn tiểu bằng hữu thất vọng cuối thấp đầu xuống. Thế nào? Đệ đệ không vui sao? bạch lộ sờ sờ hắn kia lông xù đầu, truy vấn nói. Ba ba nói là cái muội muội lời nói, liền cùng mẹ giống nhau xinh đẹp ôm nhu, cho nên ta nghĩ muốn một người giống mẹ mẹ giống nhau muội muội. A mãn mở to hai mắt, vẻ mặt nghiêm cẩn. Bạch lộ ở trong lòng lại yên lặng đem cảnh ngôn mắng vừa thông suốt. Nàng cười cười, xoay người ôm thanh dỗ A mãn. Cần phải là cái đệ đệ lời nói, là có thể cùng A mãn cùng nhau chơi đùa trò chơi chơi bóng các ngươi hai cái có thể cùng tắm rửa, ngủ chung, mua một lần tân đồ chơi, thật tốt nha đúng hay không? Ân. Ừ. A mãn cuối mâu nghiêm cẩn suy tư vài giây, ngẩng đầu, nho nhỏ mày nhíu lại. Khả ta còn là muốn cái muội muội. Hắn tay chân cùng sử dụng đi đến bạch lộ tất đầu, cắt cao vòng trụ của nàng cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc, thanh âm non nớt lại đơn thuần. Ta càng yêu thích mẹ, ba ba một điểm đều không đáng yêu. Hắn nói xong có chút thất lạc nói, liền là vì a mãn giống ba ba, cho nên mới một điểm đều không đáng yêu. Ai nói? Bạch lộ tức giận ôm sát của nàng tiểu tâm can, đau lòng mở miệng. Chúng ta a mãn vũ trụ vô địch thứ nhất đáng yêu, mọi người đều thật thích đâu. Cách vách hoa nhỏ muội muội nói ta một điểm đều không đáng yêu, đều không cùng ta ngoạn. Đó là bởi vì hoa nhỏ muội muội tuổi còn nhỏ, ngươi xem ba ba nhiều suất a. A mãn lớn lên về sau sẽ cùng ba ba giống nhau rất nhiều người thích thật vậy chăng. A mãn tiểu bằng hữu nhất thời vui vẻ lên ánh mắt cong lên giống lưỡng đạo tháng thiếu nha bạch lộ nhìn không được ở hắn trắng ngoãn trên mặt trùng trùng hôn hai khẩu đương nhiên là thật. A mãn không lại rối rắm này đệ đệ muội muội chuyện nhưng cảnh ngôn lại làm nổi lên yêu đến cả ngày vuốt của nàng bụng hỏi nữ nhi hôm nay ngoan không ngoan có nghe hay không nói có hay không nháo tức giận đến bạch lộ tưởng một cước đá qua. Là cái nam hài ngươi liền muốn đem hắn ném xuống là đi. Bạch lộ trừng mắt mắt lạnh, cảnh ngôn lập tức nhận thức túng. Đương nhiên không là, lão bà. Ngươi nói cái gì đâu. Không là ngươi liền câm miệng cho ta. Ở bạch lộ uy áp dưới, phụ tử lưỡng rốt cục yên tĩnh, theo thời gian mỗi một ngày đi qua, bạch lộ bụng cũng chậm thật dài đại, vào đông tiến đến là lúc, bụng đã sơ hiển hình dáng lại là một năm Tết âm lịch. Kết hôn năm thứ ba, sinh hạ A Mãn mau hai năm, bạch lộ đến cảnh gia đã không có phía trước câu thúc cùng dè dặt cẩn trọng. A Mãn đúng là hiếu động niên kỹ, nhấc cơm nước xong liền lôi kéo bạch lộ hướng bên ngoài tiểu hoa viên chạy, cầm cảnh ngôn cho hắn mới mua kia bộ người làm vườn tiểu công cụ, lấy thổ ngoạn bất diệt nhạc hồ. Bạch lộ tọa ở một bên bàn đu dây thượng chiếu kháng hắn, khóe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười, toàn thân đều tràn ngập mẫu thân ôn nhu dịu dàng. Hôm nay là cái ngày nắng gắt, chạng vạn tịch dương vừa vặn, trần bị sắc ánh chiều tà rơi trên mặt đất, đêm này nhất phương thiên địa chiếu rọi phá lệ ấm áp. Cảnh ngôn ngồi ở bàn trà giữ, bưng lên cái cốc, mặt trong đầu bay ra nhàn nhạt trà hương huân có chút say mê. Hắn ánh mắt thủy chung nhìn cách đó không xa tiểu hoa viên, nơi đó là hắn người yêu. Cảnh mẫu bưng hoa quả đã đi tới, theo ánh mắt của hắn vọng đi qua, Nhìn đến bạch lộ cùng A à mãn thân ảnh khi cười thấu hiểu cười, nàng xem hướng chính hắn một đã thành gia lập nghiệp con trai, nghĩ nghĩ mở miệng. Ngươi kỳ thực đã sớm nhận thức lộ lộ thôi. Bằng không một cái cho tới bây giờ không muốn đi thân cận nhân, làm sao có thể đáp ứng gặp mặt, nhiều như vậy ảnh chụp, lại làm sao có thể liếc mắt một cái liền nhìn trúng bạch lộ. Cảnh ngôn nghe tiếng cười nhẹ, cuối mâu không nói, trong ốc nháy mắt hiện lên hai bức hình. Thứ nhất phút là nhỏ hẹp sáng người phòng thay quần áo, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp nữ hài kích động ngoái đầu nhìn lại, cặp kia mắt xinh đẹp vừa sợ hoảng sợ, Tức giấu làm cho người ta khó có thể quên được phong tình. Thứ hai phút, là trang hoàng rất khác biệt quán cà phê, bạch lộ theo lục thực mặt sau vòng lại đây, dáng người thước tha hướng hắn cười dịu dàng. Mắt ngọc mày ngài, xảo tiếu thản nhiên, giấu ở sâu trong trí nhớ cái kia thân ảnh nháy mắt sôi nổi trước mắt. Cảnh ngôn ngẩng đầu, nhìn phía trong đình viện kia một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh, tươi cười càng ôm mềm mại cùng. Năm đó kinh hồng thoáng nhìn, bị kia mặt nhan sắc hoảng hoa mắt. Từ đây mong nhớ ngày đêm, đêm không thể mị. hồn khiên mộng vòng nhiều năm, hiện thời rốt cục được đền bù mong muốn. Cảnh phu nhân, dư sinh thỉnh nhiều chỉ giáo. Toàn văn hoàng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 75 Đến tiếp sau. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 75 phiên ngoại nhất. Đến tiếp sau bạch lộ cuối cùng vẫn là sinh cái nữ nhi. Khi hai phụ tử ở cùng nhau ôm đầu ngây ngô cười, một người tên là ta muốn có nữ nhi. Một người tên là ta muốn có muội muội. Còn kém đi cửa bệnh viện phóng hai xuyến pháo. Bạch lộ nằm ở trên giường dở khóc dở cười, nàng lần này sinh sản không có giống A mãn lần đó gian nan, nhưng coi như có một chút tinh thần. Vừa sinh ra trẻ con để lại ở bên cạnh nàng, bạch lộ nhịn không được nghiêng đầu, nhìn phía trong tả lót kia trương hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt hiện lên ôm nhu ý cười, trong lòng ở không cảm thấy ám niệm. Ngươi phải có phúc, có cái như vậy thích ba ngươi cùng ca ca. Tiểu nữ nhi như trước ngọt ngào ngủ, đối tất cả những thứ này hoàn toàn không biết gì cả. Lần này như thường là cảnh lão gia tử thủ tên, tên là cảnh hoang, ý tứ hàm xúc tẩn hoang hết sức vui mừng bạch lộ rõ ràng liền từ trung gian cho nàng lấy cái nhũ danh kêu vui mừng cảnh ngôn lần này phá lệ không có phản bác nàng phỏng chừng cũng là cảm thấy bạch lộ lấy tên công lực có gia tăng tiểu hài tử đều thích từ lấy liền ngay cả a mãn cũng không ngoại lệ mỗi ngày nhào vào muội muội bên cạnh kêu hoang 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 kia vui sướng nhảy nhót tiểu bộ dáng đáng yêu không được cảnh ngôn ở bên giường cho nàng một chút một chút bi canh gà Mâu quan ôm nhu lưu luyến, A mãn ở một bên liếu riếu, vừa sinh ra không lâu tiểu nữ nhi mông lung trợn tròn mắt. Hết thảy đều rất tốt đẹp. Ra trong tháng, cả người liền khôi phục không sai biệt lắm, tiểu nữ nhi cũng chậm chậm dưỡng trắng nõn thủy nhuận, rốt cục nhìn ra vài phần cô nương bộ dáng. Cảnh ngôn mỗi ngày ông nàng sẽ không trụ đánh giá, nói lông mày giống ngươi, ánh mắt giống ta, khuôn mặt giống ngươi, miệng giống ta. Trời biết, ở bạch lộ trong mắt trên thế giới oa nhi cũng chưa cái hai loại nàng hoàn toàn nhìn không ra cái kia bé sơ sinh có kia điểm giống nàng cùng cảnh ngôn quả nhiên là tình nhân trong mắt ra tây thi ba ba trong mắt ra nữ nhi cảnh ngôn đối này nữ nhi sủng ái trình độ quả thực làm người ta giận sôi vẫn là cái tiểu oa nhi phòng liền một mình chuẩn bị tốt tất cả đều là ren hồng nhạc hệ không đếm được đồ chơi cùng rối chồng chất ở góc càng miễn bàn mỗi ngày tan tầm nhất định phải thân ái ôm ôm cử cao cao. Nhìn xem A mãn ở một bên đều hâm mộ không thôi. Mẹ, ta giống muội muội lớn như vậy thời điểm, ba ba cũng là như vậy ôm của ta sao? A mãn tiểu bằng hữu kiên cường không khóc, giống cái không ai muốn tiểu đáng thương dường như đi đến bạch lộ tất đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy cô đơn. Bạch lộ đau lòng không thôi, ông chặt hắn ôn thanh nói. Đương nhiên rồi, chúng ta a mãn hồi nhỏ ba ba đáng mừng hoang bởi vì là đệ một cái hài tử cho nên vĩnh viễn là đặc biệt bình tĩnh mà xem xét cảnh ngôn tuy rằng thường xuyên đối a mãn không giả sắc thái nhưng trong lòng như trước là sủng ái chỉ là vì là nam hài cho nên thu hồi vài phần mềm mại thật vậy chăng a mãn chớp ánh mắt hỏi thật sự a mãn là ba mẹ tiểu tâm can đâu bạch lộ ở trên mặt hắn trùng trùng hôn vài cái A mãn lập tức hiếp mắt nở nụ cười, ôm sát của nàng cổ. Kia muội muội là cái gì? Muội muội là tiểu tiểu tâm can, khanh khách. A mãn vui, ở nàng cần cổ không ngừng cọ, một cái vẻ tác kiều, bên kia cảnh ngôn xem không trôi qua, đi tới đem hắn từ trên người bạch lộ nhất lên đi xuống. Làm chi đâu xú tiểu tử, ông lão bà của ta chiếm tiện nghi. Hắn một tay ôm vui mừng, một tay mang theo A mãn phóng tới trên đất, mở to hai mắt nhìn. A mãn vừa nhận đến an ủi tiểu tâm linh lại lập tức bị thương, bẹt bẹt miệng ủy khuất xem hắn, lại bởi vì nam tử hán thân phận không dám khóc ra, cứ như vậy hàm chứa phao lệ tiểu bộ dáng, nhìn xem bạch lộ đau lòng không thôi. Nàng lập tức đem nhân theo trên đất bế dậy, ôm vào trong ngực khẩn trương dỗ. A mãn không khó chịu, ba ba chọc ngươi chơi đâu, mẹ ôm A mãn là thiên kinh địa nghĩa, đừng để ý ba ngươi cái kia bệnh thần kinh. Bạch lộ một bên an ủi một bên trừng mắt cảnh ngôn, nhận thấy được bản thân gây chuyện hắn phẫn nộ sờ sờ cái mũi, ông vui mừng xám xịt trốn được một bên. A mãn gắt gao ôm nàng, cho đến khi bạch lộ cùng chơi vài cái tiểu trò chơi mới một lần nữa vui vẻ đứng lên. Buổi tối, bạch lộ nhịn không được hướng cảnh ngôn phát hỏa. Ngươi có biết hay không A mãn hôm nay hỏi ta cái gì? Cái gì? Cảnh ngôn đuối lý nhìn nàng, ánh mắt lóe ra, yên lặng cúi thấp đầu xuống hắn nói, mẹ, ta giống muội muội lớn như vậy thời điểm, ba ba cũng là như vậy ôm của ta sao? Bạch lộ nhớ tới A mãn đương thời cái kia tiểu bộ dáng, trong lòng lại là nhịn không được đau xót, mẫu thân luôn dễ dàng đa sầu đa cảm, nàng khịt khịt mũi, ngừng trong mắt lệ ý. Cảnh ngôn, chính ngươi tỉnh lại một chút đi. Làm một cái phụ thân bất công thành như vậy, thực nhường lòng người lạnh ngắt. Bạch lộ nói xong liền xốc lên chăn gắt gao bao lấy bản thân, lưng thân mình nhắm hai mắt lại. Không khí thật lâu yên tĩnh, cảnh ngôn không nói gì, dây lát, thanh thúy một thanh âm vang lên, ngọn đèn tắt, phòng quy về hắc ám, mặt sau truyền đến quen thuộc độ ấm. Ta sai lầm rồi. Cảnh ngôn đầu ở nàng trên vai cọ, cúi đầu nói, kia nhỏ bé yếu ớt thanh âm, dùng sức ôm sát của nàng bộ dáng, cùng A mãn hôm nay vậy mà giống nhau đến mấy phần. Bạch lộ hết giận hơn một nửa, vẫn còn là cắn chặt nha không nhả ra cảnh ngôn ở phía sau nhẹ giọng giải thích. Ta chỉ là cảm thấy nữ hài muốn nuôn chiều, nam hài thô ráp một điểm không có quan hệ, nhưng là ta bỏ qua A mãn vẫn là cái tiểu hài tử, cũng sẽ bởi vì ba ba bỏ qua mà khổ sở. Lão bà, cảm ơn ngươi hôm nay nói với ta, sau ta sẽ chú ý. Thật sự. Bạch lộ vòng vo cái thân, ngưỡng mặt nhìn hắn hỏi. Thật sự. Cảnh ngôn ôm sát nàng, cúi đầu dùng mặt ở bên má nàng thượng cọ, thanh âm thấp sắp nỉ non. A mãn là của chúng ta đệ một cái hài tử, ta đương nhiên thương hắn. Ngày thứ hai cảnh ngôn vừa tan tầm, liền tiến đến ở trên sofa ngoan ngoãn xem phim hoạt hình A mãn trước mặt, đem hắn một phen ôm lấy, cử trên vai đầu. Chúng ta A mãn hôm nay đến trường vui vẻ sao? Hôm nay là A mãn lần đầu tiên đi nhà trẻ, hắn phi thường biết chuyện, không khóc cũng không nháo, đi theo lái xe thúc thúc liền lên xe. A mãn trên mặt là rõ ràng kinh hỉ, cảnh ngôn ít có như vậy túng hắn, càng nhiều khi hậu chính là đem hắn ôm ở trên tay, tươi cười nhiệt liệt thân thượng hai khẩu. Vui vẻ. Hắn hưng phấn mà ôm lấy ba ba đầu, ánh mắt tỏa sáng, kia phó bộ dáng so chiếm được âu yếm nhất đồ chơi còn muốn vui vẻ. Phụ tử lưỡng náo loạn một hồi, sau đó cùng nhìn nằm ở trên giường nhỏ vui mừng, ngươi ôm một chút, ta ôm một chút, giống hai cái tiểu hài tử cho nhau chia sẻ thích gì đó. Bạch lộ một bên bãi bát đổ một bên cười, cuối cùng lắc đầu, đem kia hai người toàn bộ kêu tới dùng cơm. A à, mãn hôm nay rõ ràng là rất vui vẻ, ngủ tiền chuyện xưa cũng không quấn quýt lấy bạch lộ nói, ngoan ngoãn kéo chăn liền nhắm hai mắt lại, thanh âm nộn nộn, thập phần đáng yêu. Mẹ, ta ngủ, ngủ ngon nha. Ân. Ừ. Cục cưng ngủ ngon. Trở về phòng bạch lộ lại nhịn không được cùng cảnh ngôn chia sẻ chuyện này, hắn cũng là mềm lòng không thôi, ôm nàng vẽ mặt như có đâm chiêu, một lát, cúi đầu thở dài. Chúng ta A à Mãn thật sự là đáng yêu lại biết chuyện. Là nha, mỗi lần nhìn đến hắn, liền phản phất cảm thấy toàn bộ thế giới đều là đơn thuần tốt đẹp. Bạch lộ ở trên người hắn cọ cọ, vô số cảm khái không thể nào phát tiết, chỉ có thể dựa vào gắt gao ôm ấp trụ bên cạnh người này, đến hấp thu ấm áp cùng yên ổn. Lão bà Cảnh ngôn nhẹ giọng kêu nàng, thủ cực kỳ tự nhiên theo nàng trong áo ngủ đi đi lên bạch lộ nhắm mắt lại tư thế chưa biến không ra hai giây một trương mềm mại môi phúc ở nàng bạch lộ ngửa đầu nhắm mắt lại thừa nhận của hắn hôn môi trằn trọc không yên giang nghe được cảnh ngôn hàm hồ thanh âm ngươi thân thể khôi phục sao có phải hay không còn có chỗ nào không khỏe ân ừ. không có đều đã hơn hai tháng bạch lộ mơ mơ màng màng đáp lại kế tiếp còn lại là triệt để không khống chế được, bởi vì vẫn là bận tâm thân thể của nàng tử, cảnh ngôn trung quy trung cũ liền đã xong, bạch lộ nằm sấp ở trong lòng hắn nghỉ ngơi. Còn tốt lắm. Cảnh ngôn thủ ở nàng bụng chỗ xoa, thấp giọng hỏi. Ngô. Liền cùng bình thường giống nhau a à? Mặt nàng ở hắn xương quai xanh thượng cọ cọ, như là làm cái gì buồn cười sự tình, lại ôm của hắn cổ ngốc nở nụ cười. Bất quá so với trước kia muốn thoải mái rất nhiều, vừa khéo sẽ không mệt, ngươi lần sau liền loại này độ mạnh yếu cùng thời gian tốt lắm. Bạch lộ mặt mày cong cong, ngưỡng mặt nhìn hắn cười, cảnh ngôn thủ hoạt đến nàng bên hông nhẹ nhàng nhéo một phen, hiếp mắt nói. Vậy ngươi là muốn nghẹn chết ta sao? Ngươi không là được xưng. Bạch lộ giật giật, thân mình đi phía trước, phúc ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như lan. Niên gia thần quy sao? dư âm lượng lờ, nhẹ nhẹ nhiệt khí theo nhĩ nói chui tiếng vào, cảnh ngôn mị mị ánh mắt, bỗng dưng đem nhân áp ở dưới thân. Ha ha, xem ra ngươi hôm nay thật sự là rất có tinh thần, kia rõ ràng lại đến một lần đi, dù sao ta cũng còn chưa có tận hứng. Không không không, ta mệt mỏi mệt mỏi. Bạch lộ thôi đẩy hắn mau muốn khóc ra, lần đầu tiên nếm thử đến chuyển khởi tảng đá tạp bản thân chân tư vị, chính là cảnh ngôn lại sẽ không như thế dễ dàng buông tha nàng còn chưa bình ổn thân mình lập tức lại bị châm bạch lộ bị biến thành mắt nước mắt lưng tròng thấy nàng này tấm đáng thương bộ dáng cảnh ngôn câm cổ họng an ủi ngoan ta nhẹ chút nói xong không đợi nàng cự tuyệt liền xông vào đãi bạch lộ nhuyễn thành nhất quán bùn nhão ngồi phịch ở trên giường khi thể xác và tinh thần mệt mỏi khóc không ra nước mắt hận không thể trừ bản thân hai bạch tai lão hổ mông sờ không được gọi ngươi miệng tiện không sau, A Mãn chỉ cảm thấy bản thân ba ba tâm tình đặc biệt hảo, tuổi còn nhỏ hắn không biết nên như thế nào biểu đạt, cuối cùng trong mắt vừa chuyển, đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua xem tivi. Bên trong có cái từ kêu. Kêu, rạng rỡ. Đúng rồi, chính là nó. A Mãn hưng phấn bước tiểu đoạn chân chạy tới, đưa tay hỏi ba hắn muốn ôm ôm, cảnh ngôn hảo tâm tình đem hắn một phen theo trên đất nâng lên, ôm vào trong ngực. Thế nào tiểu bảo bối? ba, 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 ba ngươi hôm nay có phải không phải đặc biệt vui vẻ, rạng rỡ, qua, nhà chúng ta a à mãn thật lợi hại. đều sẽ dùng thành ngữ. Cảnh ngôn cười tủm tỉm ở trên mặt hắn hôn hai khẩu, a à mãn ngượng ngùng hướng trong lòng hắn chui chui, khuôn mặt hồng hồng bộ dáng đáng yêu không được. Ta ngày hôm qua ở trong TV mặt nhìn đến, hắn thanh âm nho nhỏ giải thích. Cảnh ngôn nhu nhu của hắn đầu, cảm thấy giờ phút này hảo tâm tình có thể liên tục cả một ngày hắn chỉ sợ là khắp thiên hạ hạnh phúc nhất nam nhân đi o o. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.